màu đỏ em đang mặc trên người đây sẽ là một cái gam màu đỏ tươi các chị nhé. Kết hợp cho mình là chất liệu vải kim sa cao cấp nè, mặc rất là tôn dáng và cực kỳ nổi bật luôn. Chị nào sắp tới mình làm xuôi thì có thể tham khảo cho em mẫu này, mã là D20108, một trong những bộ sưu tập mới nhất của bên em. Mẫu này em sẽ sử dụng cho mình là cái phần họa tiết đính kết tỉ mỉ như thế này đây ạ. Đó, hoa văn thì toàn bộ là sẽ được làm đính kết thủ công bằng tay, và trên nền vải kim sa thì các chị mình có thể thấy là họa tiết của nó sẽ là họa tiết pha lê, đặc biệt nữa là nó sẽ có những cái họa tiết san hô trắng như thế này, mặc lên nhìn rất là nổi bật luôn. Ở bên trong này thì em sẽ làm cho mình là chân váy A nhé, hai lớp chất liệu vải mềm mịn và có độ co giãn nhẹ, mặc thoải mái và rất là tôn dáng luôn. 5 size từ 45 cho tới khoảng tầm 75kg là mặc vừa. Và bộ này em sẽ có 3 tông màu, màu đỏ tươi, màu cam đất và tông màu vàng nhé. Chị nào mình quan tâm cái mã sản phẩm mà em đang mặc trên người á, các chị cứ để lại số điện thoại kèm mã để bên em tư vấn size số cũng như là báo giá cho mình nha.